có máy tin nữa mà được không thôi, cho có máy tin. Máy tin gì? Máy á, cho máy với mấy cái máy nữa chứ con. Thì máy gì mà có loa như vậy á, loa to như vậy đó, để đem về làm thêm, làm một bộ nữa. Giờ này là đến giờ nghìn Phan Sơn Thủy, tất cả các Phật tử, các sư thầy phải lội nước để nghìn Phan, nước vừa lên hôm qua. Mai là bão vào, miền Trung là liên tục chịu đựng thiên tai, lũ lụt và hạn hán. Cái gì? Ui sao? Quên mang cái dẹp đi, nó lồi nó đau nha. Mang dẹp, ôi trời rồi, cùn mà có như là... Thiếu à, thiếu à. Cái thằng đây lễ nghìn Phan Sơn Thủy. Ôi trời ơi, thì cầm luôn. Ôi trời, ướt áo ướt quần. Vì căn bản là sáng nay là có trao 300 phần quà nên 300 người đến. Về lượng xe gỗ rất là đông. Vậy là liên tục trong vòng 2-3 tuần là gần 4.000, hơn 4.000 phần quà là được trao. Thắp hương lên đi. Thắp nến lên. Ai có bật lửa không? Thắp lên. Họ là những người mù, những người khiếm thị đến nhận quà. Dòng sông Thi Ông là nước đang dâng cao. Ai có bật lửa không? Ai có bật lửa thì đưa bật lửa, mượn cái bật lửa thắp cái nến lên đi. Bỏ cái loa ra bên. Bật cái loa lên tí. Một cái mic. Bật cái loa, bật cái công tắc cái loa đi. Alo. Đừng có để gần cái loa. Alo. Bỏ cái loa ra ngoài. Đây quý vị thấy bà con đang nhận quà về đấy, 300 phần quà là chuẩn bị gần phát xong này. Giờ sau lễ hưng tạc thượng đài Tràng Phan, bây giờ là lễ nghìn Phan Sơn Thủy, nghìn tổ tiên về dự lễ. Cùng ngày hôm nay là ngày chúng thất mẹ chúng tôi. Có thầy nào nữa không? Đây, quý thầy cũng phải lội nước ra. Thượng tọa rồi, thượng tọa gì nhỉ? Thượng tọa Huệ Nhất. Người đẹp trai nhất quận trì, quận trì. ba trăm phần quà cho người khiếm thị trong toàn bộ các xã thuộc huyện Hải Lăng vừa được trao xong. 300 phần quà này là cái phần phẩm vật hiện vật của sư thầy Đặc Điểm Cục Quai Trương Mỹ và Hà Đông. Còn phần tiền thì do thượng tọa Thích Thân Quang của trì tổ chùa Keo ở Thái Bình. Thầy chúng tôi đăng ở trên Facebook thì vào comment và điện cho chúng tôi là xin cúng 30 triệu. Vậy là một người khiếm thị trong 300 người đó, một người được nhận 100.000, cực kỳ hoan hỷ ở trong ngày đại lễ.
chúng thân có hương hồn mẹ chúng tôi. Bây giờ là các thầy đang lội nước để ra làm lễ nghinh phan sơn thủy, nghinh tổ tiên về dự đàn tràng. Cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, đất nước được bình yên. Và mời dân miền Trung không phải gánh chịu thiên tai lũ lụt. Đây các thầy đó, thầy nào cặp giò cũng trắng cả. Đây là thượng tọa Huyền Minh, chủ sám đan tràng. Các thượng tọa ở trong ban kinh sư. Phan Thủy và Phan Sơn được dựng ở ngã ba cầu Thi Ông. Phan Thủy là được dựng trên dòng sông Vĩnh Điện. Con cháu tập trung về đây. Con cháu đứng đây xây mặt vào đây. Đứng đây xây mặt về đây. Mời thượng tọa Huế Nhật. Vậy đường sao đây? Thì nơi trăng thì thiên hoàng thì yên hạ
Vợ thì oán thức gái, vợ thì thương nguyện vắng sâm. Mai thân hòa hiệp đông giá thắng hiệu quyền nam nữ từ tốn. Cầm thêm vào đầu với cầm mình. Từ xuân câu tiếng phụng vị bằng ấm đương thương thứ thể tiếng lính thái nguyễn quần vợ tên tiếng cầu quá cố tốn linh liệt vi. Phụng vị chánh đồ đề thập thể hiện tổ khảo thái nguyễn quần vợ đinh hiện tức chỉ tình ba chánh thất phang thì cực tư nương chi tôn linh. Phụng vị đệ tử đời cố ba tam đời cố ba nhị đời cố ba vợ thì quý nương chi linh. Hiện tổ cố ba trăm thủy vợ thì quý nương chi linh liệt vì. Phụng vị đệ thập nhất thể hiện khảo vợ đinh ứng huy nghị. Tình ba lê thì ba thân chánh hôn chi linh. Phùng vị cúng tiễn đông hang ba thúc ba tàu thúc thầm cố nương liệt vi. Phùng vị đệ thập nhị thế đông hang huynh thơ đệ mùi nam nữ vợ đinh lậm chi linh vợ thì sang chi linh vợ đinh tỷ chi linh. Phùng vị hương linh trung thất chi tai tuần hiện tìm tình nguyện thì liệu pháp danh không lý chánh hôn chi linh vợ thuộc sạo chi vì vợ đinh bao chi linh tình chánh thất lê thì cân chi linh vợ thuộc sạo chi linh vợ thuộc sạo chi linh liệt vì phối cập đông hang ba thúc huynh thơ đề mùi nam nữ liệt vi. Phùng vi đề thập tam thể đông hang thể tự điệt vợ đinh nội chi linh vợ thì tài chi linh vợ thì hậu chi linh vợ suốt sao con muốn tòa dứt vi vợ đinh ngưỡng chi linh vợ tự tài phúc trung bất tương nam nữ dứt vi. Phùng vi đề thập tử thể đông hang tôn điệp vợ sụt sạo nhất vi con ông ngương vợ sụt sạo nhất vi thập nhất vi con ông hỏa vợ sụt sạo nhất vi con ông quốc liệt vi phổ cập truy tiền thường từ đề thập nhất thế nhi chỉ đề thập tử thể hiện liệt thân đường tổ khảo tỷ ba thúc cô ba cô nương huynh thơ đề mùi nam nữ tự điệt tôn hàng huyết sạo tạo thương hương hôn liệt vì chiếu thử thân phan triều đạo bổn đăng tuy tung phật hầu thịnh pháp phán kinh kiên kỳ siêu đồ thiết niệm vọng linh đàng đồn phao dương giới thúc phẩm tí tội phước hà băng thăng trăm vị hiệu truy niệm vọng linh đặc thân tiếng bạc quyên thu bộ nguyệt các dược trường màng thiên lưu tu vũ tinh sứ khởi kiến minh dương kỳ câu lượng lời bổn đăng tỳ kheo đặc thử lai từ kinh thiết khoa nghi phụng hành pháp sư tâu văn phật quốc màu đạt linh quang tra vận kế tâm vong nhân diệu ý công đức điệp nồi thịnh đạo bổn đăng thịnh pháp văn kinh kiên kỳ siêu độ tu chỉ điệp gia hữu điệp thịnh thiên vận cảnh tỷ niên cửu nguyệt dị thập bạc nhược thời cung thịnh điệp chúng hiển tu lễ nhi ca cung dương Oh,
kinh phong địa phương đêm ngưng tiếng chỉ quy yếu hòa vàng hương nguyên nền nhân ông nam mô a di đà phật 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 a di đà gang đi ai đi 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 gang đi ai 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 cái này phải hạ thôi, cái này phải hạ thôi, phụ nhau hạ thôi. phụ đến đức phụ đức. Hạ thôi, như vậy chặt được không? Quá chậm máy gọi. Quá cái tay quá đây. Đợi cái gì đâu mà. Ai chặt đứt gì đó. Đoàn tràng diễn ra trong cái mùa lũ tang thương của miền Trung. Trong cái hoạn nạn có sự may mắn, người đồng bào của cả nước về với miền Trung chia sẻ nhiều cho nhiều ngàn người, nhiều ngàn phần quà. Nên dưới này am chúng tôi cũng trong vòng 2-3 tuần lễ đây cũng chia sẻ gần hơn 4.000 phần quà cho đến bà con của hai huyện Hải Lăng và Triệu Phong. Sáng nay là chia sẻ 300 phần quà cho tất cả hội người khiếm thị toàn bộ Hải Lăng. Để bên người ta đi bóp. Đúng rồi. Nam mô Bà Thư Gia Ca Đình Tự Tài Vương Như Lai Ta Đại Đình Minh. Nam mô Thiên Thần Đà Sư A Di Đà Phật Ta Đại Đình Minh. Ai hà thiên sinh lang khô hải vàng đông ba dục hoặc luân hồi khổ chi quyền hương linh chấp tâm niệm phật a di đà công thành quả có chư hương linh tu vũ đang hễ nội nam mô thiên sinh đạo sư a di đà phật nam mô xách cái loa đi, Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật Nam A Di Đà Phật Nam mô tiếp dẫn đạo Sư A Di Đà Phật Nam mô tiếp dẫn đạo sư Phật Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật Nam mô
tiếp dẫn đạo thứ A Di Đà Phật, tiếp dẫn đạo thứ Di Đà Phật, Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo A Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Tiếp Dẫn Di Đà Phật, Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Thứ Tiếp Dẫn Đạo Thứ A Di Đà Phật, Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Thứ Di Đà Phật, Nam Mô Tiếp Dẫn. Sống như đây mọi người vào dùng này là phải dùng xong mới được đi. Cô còn không muộn, sợ báo về mà đoàn chúng còn đi rất nhiều nơi. Phải dùng, phải dùng rồi thì... Không thể bởi đi theo, bởi đi theo. Vì cái đó là ăn được. Chúng không có, khách đi để cho các bộ. Dạ, 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 anh như là Phật Đa Tạng. Dạ, dạ, cho con xin. Không phải về ngay. Vô lấy cái bao, bởi đi theo cái bình ướt đặc sản ở đấy đó, thấy đại. Đi vào đây, vào vào xin phim, vào lấy cái bao, vào này, vào lấy cái bao, đổ tất cả cái bình ướt vào đây cho họ. Bình ướt, bình ướt. Biết rồi. Phù tay đây chứ đừng có ngồi. Giúp chúng tôi có trà, có lá, người lo trà, người lo rượu,
ai thấy việc gì thì giúp cho chúng tôi việc đấy. Nước lọc hết thì đổ vào, thấy nước lọc mới thì nước lọc ngày hôm nay. Trại trên cái chiếu, xuống lấy cái chiếu ở dưới nhà Linh. Ai xuống lấy cái chiếu thì nhà Linh lên trại thêm thế này toàn bộ chiếu để đi lại. Coi sau nhà tổ, hương hoa sau nhà tổ. Mọi người xuống giúp cho chúng tôi một tay. Ai Di Đà Phật. Người thì lo nước, các thầy xuống nghỉ ngơi thì có ai nhờ hai sư cô lo nước dưới. Thì dạ, cái ngày giúp. Chúng tôi xin thưa quý vị là hôm nay là chúng tôi là cầu siêu thường tiến từ ngày chúng tôi gọi là bằng cố, tức là ngày Võ Đình Hiến, tổ tiên là Võ Đình Hiến, tức như là đẻ ra ông nội tôi là Võ Đình Ứng, tức án Quý Nghị Hiệu Tống Thủy, và trực hệ đi xuống chúng tôi cũng và quý tiễn đồng hàng chung. Thì hôm nay là chủ yếu là ngày chúng ta các bạn, nên là cầu siêu từ ông nội và tất cả các con cháu của ông nội của chúng tôi và Võ Đình Ứng, tất cả Quý Nghị. Nhờ hai người xuống chợ Bành Linh bứng một cái hộp tờ và cái kệ ngang lên để đặt chỗ này cho cao để mà làm lễ khai kinh. Sắp hai cái kệ thì nó sẽ cao. Một cái kệ dọc đang ở trước bàn á, vì một cái hộp tờ là bằng gỗ. Và đem cái thàn, đem cái bài đến đây luôn. Bảo đấy.
Mời tất cả mời con cháu. Đây. Mời con cháu Phật tử lên dự lễ bạch Phật khai kinh. Thank you.
Quay cho ấy, à gì là Phật, nó Phật trực tiếp. Trời ơi,
Yeah.
Hầu kia linh vọt sụt rạp
chúng đọc quyền hành vân hương thượng.